30 ổ bánh mì một buổi chiều. Thế là em làm cái chương trình là bán đợt đấy chỉ bán có 13 ngàn thôi, để cho tăng cái số buổi chiều lên ấy. Nói chung là mình chỉ đủ trả tiền lương nhân viên thôi, để gỡ được cái gì thì gỡ, để không thì nó sẽ bị tụt xuống nữa. Thế là mất một tháng đầu tiên từ 30 lên 3 40 lên 45 hay lên 50 lên 60 gì đấy. Nhưng đến tháng thứ hai trở đi ấy, là buổi chiều nào cũng trên 100 ổ là bán giá 13 ngàn. Xong bắt đầu nó lên 15 lên 150 ổ, lên 160 ổ, 170 ổ. Em thấy nhiều quá rồi, em phải tăng lên thêm 2 ngàn nữa là thành giờ thành 15 ngàn. Thì buổi chiều đấy mình làm marketing, mình đừng nghĩ là hôm đấy có lợi nhuận, giả đủ tiền lương nhân viên và để làm cửa hàng làm marketing. Giờ tới phần thứ tư, phần tới phần quảng cáo đi. Quảng cáo. Quảng cáo viết tắt luôn. Ok. Giờ làm sao để quảng cáo được trái mì của mình này? Thì giống như hôm bữa em nói anh làm, nghĩa là bây giờ được phát được rồi, cũng là Ok, giờ tất cả mọi người biết cái gì đọc cái đấy, nói cái đấy. Một là phát tờ rơi. Xuống đây đi, một. Bút đây. tại vì mình khai trương mấy ngày đầu mình bán một tặng một nên mình phát tờ rơi, người ta sẽ chú Phát ý hơn. tờ rơi. Rồi, hai là gì? Em thì làm chương trình, Chương trình gì? kiểu như mình sẽ nếu mình mới nha thì hoặc là mình có ít khách thì mình sẽ thu hút khách bằng những cái khuyến mãi, ví dụ như mua cái bánh mì tặng chai nước suối nhỏ thôi cũng được, kiểu như là nó bánh mì nó sẽ khát nước thì mình đánh vô tâm lý là mình chai nhỏ thôi nhưng mà nó cũng có nước. Khi là làm chương trình kiểu ví dụ như 246 357 hoặc là những cái ngày nào mà mình bán mình cảm thấy là cái ngày đó là ít khách thì mình sẽ đánh tập trung vô những cái ngày mà mình bán bánh mì ra chạm á, mình sẽ tập trung vô những ngày đó. Ví dụ như thứ bảy chủ nhật là không có học sinh đúng không, là mình sẽ bán vào thứ bảy chủ nhật là mình làm thêm chương trình kia băng rôn về trước quán mình, ví dụ như là thứ bảy chủ nhật mua một bánh mì tặng chai nước suối đó, thì nước suối mình xôi mua nhiều thì nó tầm có 3 4 ngàn một cái thôi. Ok, cảm ơn ý kiến của Xuân Trường. Đó. Bánh mì chúng tôi Là có nghĩa là mình khuyến mãi vào những ngày ấy khách. ở khách À, những những khuyến mãi vào chưa ngày ấy đúng khách đúng rồi, không? những khung giờ mình bán Khuyến chậm. mãi ngày ấy khách đúng không? Ok, ngày ê sắc ế khách. Ok, còn ai có ý kiến nào không? Để làm sao để quảng cáo được cái bánh mì của mình? Cho việc quảng cáo lên trước ngày khai trương là khoảng từ 3 đến 5 ngày. Ok, là treo biển quảng cáo trước khai trương 3 5 ngày. À. Để cho khách hàng biết là chuẩn bị là mình đang Treo biển bán quảng sản phẩm cáo. gì đó. Quảng cáo. Ok. 3 đến 5 ngày. Rồi tiếp còn ý kiến nào nữa không? Quảng cáo theo các trang mạng cũng được anh. Ok, ví dụ trang mạng nào? Facebook nè, Đấy. Zalo nè. Facebook, Zalo, TikTok về chụp hình quán của TikTok. mình đăng lên hiểu không? Caramen. Trong bộ tài liệu đấy đọc xem là ghi gì để đọc để giải thích cho. Bộ tài liệu đâu? Đọc xem đâu. Đầu tiên là gì? Đây, phần quảng cáo này ghi cho mọi người rồi. Và các cái chương trình này em đã làm và nó có kết quả. Có nghĩa là như này, một là có nghĩa là mình tặng bánh miễn phí. Có thể mình tặng bánh miễn phí cũng được để mình thu hút lượng đám đông á, khi mà người ta đến đi qua cửa hàng xem mình. Có nghĩa là mình tặng bánh miễn phí vậy nhưng mà để thu hút cái lượng người đi qua quán của mình nhìn thấy mình có đám đông thì người ta phi vào. Thực ra là mình tặng khoảng 5 70 ổ thôi. Nhưng mà người thấy thấy bu 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 đấy, người ta bu 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 vào. Người ta thấy xếp hàng là người ta xếp hàng theo. Đó, hoặc là mình làm chương trình mua một tặng một. Chương trình mua một tặng một. Thì tất cả những cái chương trình khai trương thường thường là mua một tặng một. Mua một tặng một để cho khách hàng họ họ đến họ ăn thử và họ mang một cái về cho người nhà họ ăn. Và về nhà nếu mà khách hàng họ đến ăn ngon họ sẽ có câu chuyện để kể cho gia đình của họ.
Cái thứ hai nữa là phát tờ rơi. Thì tờ rơi bên công ty sẽ có chuẩn bị, nhưng mà anh chị phải bỏ tiền chi phí ra để in tờ rơi. Có nghĩa có hình ảnh logo sẵn và tất cả mọi thứ thiết kế sẵn, rồi gửi file cho anh chị in. Rồi anh chị đến quán bánh mì của em này, em gửi cho cái gì? Google Maps đúng không? Tất cả mọi người sẽ lên tạo một cái Google Maps. Ai đang bán bánh mì tạo cái Google Maps tại ở cửa hàng mình. Nếu mà không biết cách tạo như thế nào á, thì lên Google Maps, lên trên YouTube đánh chữ tạo Google Maps và tạo luôn cái Google Maps cả địa chỉ của nhà mình. Em cũng gửi cho anh chị là địa chỉ của em là Google Maps đúng không? Đang làm thật luôn đúng không? Đó. Thì lên Google Maps người ta sẽ search là bánh mì Sunrise đâu nó hiện ra. Thì hôm nào em sẽ quay một cái video là cách tạo Google Maps gửi cho anh chị cũng được. Còn nếu anh chị không muốn thì lên trên Google, nhiều người dạy lắm. Đó. Rồi có cái quảng cáo nữa này, là mình trưng bày bánh mì, rau với thịt thu hút ấy. Thì ngày hôm qua anh nói là trưng bày rau tất cả mọi thứ cho đẹp cũng gọi là quảng cáo. Chưa? Rồi quảng cáo truyền miệng là khi mà một khách hàng nào đến ấy, thì mình nói là anh chị nếu ăn ngon thì về giới thiệu người nhà hay người thân ra ăn tiếp. Vậy khi với lại khi mà mình có chương trình khai trương thì chẳng hạn đi, thì mua một tặng một đi, thì mình sẽ có những tờ rơi dự trữ để mình phát cho khách hàng đấy, để về người ta phát cho những người xung quanh nữa, để hôm sau người ta ra. Đây, dùng tên tuổi của những người nổi tiếng trong cộng đồng thu hút, thì cái này em chưa làm, nhưng mà một khách hàng đại lý của em đã làm rồi. Thì cô Kiểu ở ngoài, cô đây là cô Kiểu, thì cô đã làm dùng tên tuổi người nổi tiếng, tại vì cô quen rất là nhiều người lớn trong những trường học ấy, từ hiệu trưởng các thứ ở ngoài đấy. Thì khi mà khai trường ngoài đấy thì cô lại nhờ mấy người đấy nói cho học sinh các thứ biết là hôm đó khai trương nên là cửa hàng bánh mì nó ra đông. Rồi túi giấy có in logo công ty này, là công ty làm sẵn rồi này. Đề can dán xe và bảng hiệu công ty làm sẵn luôn rồi này, đúng không? Thì quảng cáo này mình kết hợp với quán trà sữa cà phê là nãy cho mặt bằng này, có một phần này chạy quảng cáo Facebook để cho khách hàng đông khách ngày khai trương ấy, hoặc tất cả những ngày sau ấy, anh chị nào muốn chạy quảng cáo Facebook thì bên công ty sẽ chạy cho, nhưng tiền chạy quảng cáo là phải bỏ, còn tiền mà set up quảng cáo thì công ty sẽ up cho miễn phí. Tại vì quảng cáo Facebook thì sao không? Trên Facebook nó một cái tính năng quảng cáo mà ví dụ như anh chị ở một điểm A giống như ở C7B đúng không? Thì anh chị sẽ đánh vào độ tuổi, ví dụ từ 15 cho đến 30 tuổi và bán kính 1 km. Chỉ ăn cái anh chị cần bỏ ra 2 triệu. Đúng không? Thì có khoảng là 10.000 đến 20.000 người khu vực đấy sẽ biết đến quảng cáo của mình. Không cần đi phát tờ rơi. Làm vào khoảng 2 triệu. Nhưng mà phát tờ rơi vẫn hiệu quả, vì sao? Phát tờ rơi này đi phát tờ rơi nhá, sẽ không phải là phát cho người vãng lai. Đúng không? Không phải phát cho người vãng lai mà khi cầm tờ rơi đi phát như này. Đây. Anh quán của em chuẩn bị mở ngay chỗ đầu hẻm hay gì đó, thì hôm đó anh ra ăn ủng hộ hay gì đấy, đúng không? Hoặc là mình có một cái chương trình phát tờ rơi, ví dụ như tặng bánh miễn phí đi, thì quán cháu mới mở ở đấy, thì cô ra cô ăn miễn phí con cháu tặng cho một cái bánh, thì ngày khai trương người ta sẽ đến. Đó, thì phát tờ rơi sẽ hiệu quả có lẽ đánh trực tiếp đến khách hàng luôn. Còn chạy quảng cáo Facebook đôi khi người ta nhìn thấy người ta lướt. Nhưng mà nó vẫn hiệu quả, tại vì nó tiếp cận rất nhiều người. Nó là công nghệ. Thì cái chi phí này thì các anh chị phải tự bỏ để chạy quảng cáo Facebook. Tiếp nữa thì bên công ty sẽ có loa đài, loa gấu bông, băng rôn, hoa để ngày khai trương. Không, múa lân thì em phải thuê chứ. Đó. Ok. Rồi. Làm một số cái quảng cáo đấy thì anh chị có thể làm được ấy. Thì em nhấn mạnh một cái này này. Có một cái mà em đang dùng rất là hiệu quả luôn. Ở xe bánh mì. Và em làm nó thì một tháng đầu tiên nó không có kết quả. Nhưng mà từ những tháng thứ 2, thứ 3, thứ 4 kết quả của nó rất là nhiều. Anh chị có để ý thấy cái bảng 15.000 ở trước xe bánh mì Phạm Hùng không? 15.000. Tại vì sao lại không bán buổi sáng? Tại vì sáng pháp phục vụ không kịp rồi, nên mình không bán buổi sáng nữa. Nhưng buổi chiều ngày xưa ấy, lúc mà buổi chiều ngày xưa chỉ bán được khoảng 30 ổ bánh mì một buổi chiều. 30 ổ bánh mì một buổi chiều. Thế là em làm cái chương trình là bán ở đấy chỉ bán có 13.000 thôi.
để cho tăng cái số buổi chiều lên ấy. Nói chung là mình chỉ đủ trả tiền lương nhân viên thôi, để gỡ được cái gì thì gỡ, để không thì nó sẽ bị tụt xuống nữa. Thế là mất một tháng đầu tiên từ 30 lên 40 lên 45 lên 50 lên 60 gì đấy. Nhưng đáng tháng thứ hai trở đi ấy, là buổi chiều nào cũng trên 100 ổ, là bán giá 13.000. Xong bắt đầu nó lên 15, lên 150 ổ, lên 160 ổ, 170 ổ. Em thấy nhiều quá rồi, em phải tăng lên thêm 2.000 nữa, là thành giờ thành 15.000. Thì buổi chiều đấy mình làm marketing, mình đừng nghĩ là hôm đấy có lợi nhuận, giả đủ tiền lương nhân viên mà để nào cửa hàng làm marketing, hiểu không? Thì cửa hàng mình nó sẽ đông khách. Thì anh chị có một cách, nếu những người bán buổi sáng không ấy, thì một ngày trong tuần phải dành làm marketing để thu hút khách hàng đến bao vây ngày hôm đấy, để người ta ăn thử. Thì ngày hôm đấy mình sẽ bán cái giá mà đủ trả tiền lương nhân viên thôi, là mặt bằng thôi. Còn những ngày kia thì sẽ là lợi nhuận. Cái chiến lược đấy rất là hiệu quả. Cực kỳ hay, tại vì tất cả những khách hàng mới ấy, khi mà họ đến cửa hàng của mình, họ không bao giờ dám thử. Không bao giờ dám thử. Cái thứ hai, họ nhìn giá rẻ họ phi vào. Và cái thứ ba nữa là khi mà mình làm như vậy ấy, hiệu ứng đám đông. Có nghĩa lúc nào trong xe bánh mì buổi chiều cũng thấy là người ta bu bu quanh, thì những người trong đầu bảo cái quán kia nó làm gì mà thấy nó bu bu đông quanh. Thế là người ta hôm sau người ta tự ngẫu nhiên người ta phi vào người ta ăn. Thì 10 người sẽ lại có 2 người thích. Tỷ lệ 80-20, 10 người sẽ có 2 người thích và bắt đầu mình lại tăng số người thích cửa hàng mình lên. Tất cả những cái quán đông khách là có lượng fan rất là đông rồi, thì làm sao mình phải tặng cho người ta trước, người ta ăn đông thì bắt đầu mình mới có lượng fan dần dần. Ok, hết phần quảng cáo. Có ai hỏi gì không? Có ai hỏi gì không? Về những cái chiến lược này thì từ từ mà áp dụng. Thì khai trương, lát nữa sẽ dạy cho mọi người cách để khai trương một cửa hàng đông nghẹt khách luôn nhá. Này, những cách mà em đang làm mà người ta xếp hàng ấy. Nên là mọi người khi mà chưa bán thì bảo là không biết một ngày khai trương lấy cái thịt 5kg hay 7kg có hết không. Thực ra là nếu mà muốn hết bao nhiêu cũng hết đấy, nhưng mà mình có dám chịu chơi không thôi nhá. Thực ra là lỗ thì không có lỗ nhiều, để mình làm marketing mà. Mình làm marketing bước đầu thì mình chấp nhận phải bỏ. Thực ra như KFC khi về Việt Nam ấy, họ chấp nhận 10 năm đầu chỉ làm marketing cho người Việt Nam biết đến ăn gà rán. 10 năm đầu chấp nhận lỗ mà đến giờ này vẫn là còn lỗ. Mình chịu chơi là chủ tịch chịu chi đúng không? Thì đây là những cái đơn giản thôi, không có cái gì quá khó đâu. Đấy, thì anh về tự làm. Sao anh nghĩ ngày khai trương là sẽ chơi maximum đi? Thật chứ, ngày khai trương cho nó xếp hàng maximum đi. Quýnh maximum. Làm 3-4 bàn thôi đấy. Không, thực ra này mình cứ đứng đánh đúng túi tượng khách hàng của mình. Nếu mình đứng ở trường học đấy đúng không? Mình chỉ cần bỏ ra 50 cái ổ bánh mì. 50 ổ bánh mì. Là mình sẽ có một cái chiến lược như này, là mình sẽ làm tờ rơi ngày khai trương. Thì mình chấp nhận bỏ ra 50 ổ bánh mì để mình tặng miễn phí cho cái trường đấy. Đó, thì tự nhiên học sinh vào nó ùa nó đồn nhau là ta được tặng bánh mì. Và mình không chơi là mình sẽ chỉ phát vào giờ cao điểm, ví dụ là 7 giờ nó vào lớp đúng không, khoảng cỡ 6 rưỡi bắt đầu mình phát bắt vào nó xếp hàng ở đấy. Tức là mình sẽ dùng cái chiêu gọi là cầm theo tờ rơi đó thì đúng rồi những người ăn miễn phí được ăn được cầm tặng. Có những trường hợp mình phát người ta đi ném đi, đúng rồi, bắt buộc có tờ rơi thì mình mới tặng. Đúng, mình phải chơi kiểu đó thì mình mới giữ được. Đúng. Khi mà mình phát vậy trước vài ngày ấy, thì trong trường nó sẽ nó kháo nhau như này, nói giữ lại nó ngày tao có cái tờ rơi, tao có tờ khuyến mãi nè, ăn miễn phí nè, mày có chưa là nó gây được. Nhưng mà cho đúng đối tượng khách hàng nhá, cho sai người thì người ta có quay lại đâu. Giống như cho mấy người đi lượn lại đi luôn. Không em... cho mấy người ở Vạn Nai ấy, là người ta cũng biết người ta không, ngày hôm sau người ta có quay lại đây đâu. Cho để cho những người bán vé số với những người bà tám nhất trong vùng, tại người ta đi nhiều chỗ, đúng. Người ta sẽ phím nhau. Không, còn có một cách là cho những bà vé số vào đi phát hộ tờ rơi. Đúng rồi, bà sẽ cầm đi và phím. Ok, tiếp vấn đề là yếu tố thứ 5 nhá, và 5 đi. 5 về phần hình ảnh thì nó rất là quan trọng. Hình ảnh là nó quan trọng thứ 5 luôn đấy. Quan trọng hơn cái sản phẩm, quan trọng hơn giá, hơn đôi khi cái bao bì đóng gói sản phẩm ấy. Là nó hình ảnh đẹp, đôi mình mở ra cái bánh bên trong nó đã ngon rồi. Nên là hình ảnh thì có hình ảnh có xe này, xe thì luôn luôn phải được lau chùi sạch sẽ.
Đó là tối kỵ, là tại vì khi mình để cái xe nó dơ thì người ta không bao giờ ăn đâu. Con người đi, con người thì mặc quần áo cho gọn gàng vào, đầu tóc như ông ấy này cắt tóc đi. Đó. Ví dụ nhìn ông vào ăn bánh mì này ngon hơn à? Ừ. Nhưng phải cắt tóc đi nha. Để đội nón cũng cắt tóc đi. Thế chứ. Nhưng mà bánh mì á. Không vài nữa bữa nữa là ông để lại quá này, ông có bạn trai rồi đấy. Mọi người có đồng ý là khi mà mình nhìn một người bán hàng mà không nhìn mà không chỉnh chu ấy mình cũng không thích đúng không? Đúng rồi. Không sợ thật đấy chứ. Vào ăn bánh mì mà không thích. Đợt trước em đi ăn một tô bún như này nhá. Vào tô bún rõ ngon luôn, nhưng mà cô đấy đeo cái tất tay, tất chân để làm bún ấy. Mình đeo cái tất mà nó như kiểu ngày xưa rồi, nhìn nó cũng cũ. Mà làm bún mình bảo tô bún rõ ngon, nhưng mà mình nghĩ trong đầu là cái người đó làm mình không muốn ăn, là do người bán không mình muốn ăn. Nên là dụ mình bán hàng từ móng tay, móng chân hay tất cả mọi thứ mình, hoặc là hình ảnh người cho nó đẹp một xíu. Còn dụ mà hình ảnh không đẹp cũng phải gọn gàng một xíu. Rồi từ bánh thịt rau thì phải sắp xếp cho nó đẹp rồi này. Rồi. Ok, giấy gói bọc bóng. Cái đấy cũng phải xếp hình ảnh, là phần hình ảnh là quan trọng đấy nhá. Để gói bánh rồi đưa bánh cho khách hàng. Ừ. Xếp cái bánh vào trong cái bọc. Cái mặt nó phải từ hình ảnh của mình. Cái mặt không được thì bánh bao. Cái đấy là cái phần cuối cùng mà quan trọng nhất là con người đấy, phần 7 ấy. Bánh rồi cái thứ 6 này, cái định vị này là khách hàng nghĩ gì về mình á. Thì thường thường khách hàng sẽ nghĩ về mình, thì khách hàng sẽ nghĩ những cái yếu tố này, quán của mình sạch này, đúng không? Có nghĩa là mình làm sao cho khách hàng nhìn thấy là quán của mình nó sạch, mà mình cố tình cho họ nhìn thấy, hiểu không? Ví dụ như đơn giản là những cái miếng dưa leo hay miếng cà chua gì mình phải bày trí cho đẹp hay sao đấy. Rồi không may mình làm sao cho khách hàng mình cố tình cho khách hàng nhìn thấy quán của mình đẹp, sạch sẽ. Đó. Thì phụ huynh mua cho học sinh ăn ấy. Phụ huynh mà mua cho học sinh ăn mà người ta nhìn thấy dơ người ta không ăn. Khách hàng nghĩ về mình là thái độ phục vụ tốt, đơn giản là khi mình ra thế giới động đúng không? Thì mình thấy người ta là cúi đầu chào. Thì mình cũng làm vậy. Khi khách hàng vào mình cúi đầu chào. Rồi xong là ra về thì mình cảm ơn. Tại vì sao mà mọi người phải làm chuyên nghiệp? Đấy, hôm qua đào tạo cho mọi người làm chuyên nghiệp đấy. Thì khách hàng nghĩ giờ đơn giản nếu mà ra cửa hàng thôi, mình nhìn nên là nhìn thấy cái bánh mì mà mình làm rờ gắp từng miếng rau với cà chua rất là làm như kiểu ngứa mắt luôn ấy. Nên là mình sẽ không muốn ăn nữa. Nên là mình thao tác chuyên nghiệp. Đôi khi mình múa cầm cái máy cắt rẹt chuyên nghiệp là người ta cũng thích. Nên là mình thao tác mình làm cho chuyên nghiệp. Em mà vô mấy quán mà em thấy mà ấy làm này, em lúc nào em suy nghĩ trong đầu cái này em đã vô mình làm chứ làm giờ chừng nào mới lấy trời. Nếu suy nghĩ mà ví dụ như vô bánh mì mà gắp từng cái cảm giác mình giống như là mình thấy khó chịu. Em nói đúng, thấy khó chịu. Tại vì sao bắt mọi người đi luyện nhiều rồi vậy đấy, là cắt thịt cái thứ cho nó chuyên nghiệp à? Luyện nhiều ăn cũng nhiều luôn. Luyện nhiều ăn nhiều, ăn no anh mì. Ok, còn phần yếu tố cuối cùng không ghi vào trong này là phần con người. Con người là chính các anh chị là người bán đứng đây. Mình cố gắng mình ra mình phục vụ mọi người tốt nhất, có nghĩa là mình ân cần chu đáo. Coi tất cả những người mua bánh mì của mình như kiểu là anh em họ hàng nhà mình chu đáo, mình no nắng cho họ từng cái bánh mì thì quán của mình sẽ đông khách. Có nghĩa là còn mình nếu mình nghĩ là bán được xong lần này thôi, lần sau thôi thì người ta không mất khách à. Đó. Có nghĩa là mình làm cái bánh mì ra là cho con mình ăn hay là cho bố mẹ mình ăn hoặc là cho người thân nhà mình ăn. Đó, khi mình làm trân trọng nó như vậy thì nó sẽ đông khách. Đấy, là 7 cái là em đã nêu trong đấy thì mỗi cái mình sẽ làm tốt lên 10% thôi, không cần tốt nhiều quá đâu. Thì dần dần quán của mình sẽ đông khách dần dần lên à. Đông lên luôn được mà. Hả? Đông lên luôn. Thì mỗi ngày mình làm tốt lên một tí, 10% từ sản phẩm này, từ giá, vị trí. Vị trí thì đầu tiên mình không đổi rồi, nhưng mà sau này mình sẽ làm những mặt bằng tiếp theo.